Xin chào các bác nhé, chào mừng các bác đã trở lại với trang kính cổ ngày xưa. Trước tiên là rất cảm ơn các bác luôn quan tâm tới em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh em thì hãy nút đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải bên dưới của video và nút biểu tượng quả chuông để mỗi lần em lên video hệ thống YouTube sẽ báo qua tin nhắn YouTube các bác rằng em vừa lên video. Để tránh mất thời gian em vào phiên ngày hôm nay, em sẽ đi rất là nhanh vì đa phần là em giới thiệu rồi rất là lâu rồi. Amo nhạn được sản xuất giai đoạn 1940-1950 của Pháp xưa. Cái này size 135. Đây là Amo nhạn mắt màu cánh gián. Với cái dòng Amo này, bác nào mua về có thể thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị đều được hết. Đó là cái giá trị cực kỳ lớn. Các bác nào ở gần Hà Nội có thể qua địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, số điện thoại là 0916566826, cũng là số điện thoại Zalo của em. Các bác ở tỉnh xa yên tâm rằng em sẽ gửi bằng cái phương tiện là bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì mà nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp phí. Em sẽ gửi phương tiện đó, thời gian gửi là từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3-4 ngày, tùy theo thiên tai, dịch bệnh, bão lũ. Đến bây giờ là em đi chi tiết phần bên trong. Đây là dòng Amo nhạn hoa dâu, tức là càng hoa dâu này. Các bác nào mà xem trên video cảm nó mở nó rõ ràng yêu cầu em gửi ảnh trực tiếp vào Zalo, em sẽ chụp từ 30 đến 40 kiểu ảnh kèm theo video ngoài trời để phản ánh đúng chân từng chân thực nhất của cái kính hoặc đồ của đồ sơ gì đó. Ở cầu giữa nó có chữ Amo và hai cái chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa. Ở cầu giữa này nó có chữ Amo này và hai cái chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa. Đấy, chuôi ven nguyên zin nhé. Và giá thì rất là rẻ, 3,4 triệu hay còn gọi là 3.400k. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao chiếc bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Các bác luôn luôn yên tâm về giá cả và chất lượng sản phẩm. Về hình thức mua bán thì các bác nào chuyển khoản Amo ship về, các bác nào chọn thiết ship code hay còn gọi là giao hàng thu tiền thì vui lòng là cọc 100k. Đó là quy định của bên em từ xưa nay là như thế. Về thời gian là bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, có ngày từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả những ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào kể cả ngày lễ ngày Tết. Với điều kiện là các bác điện thoại trước cho em, tránh tình trạng đến đột xuất của em đi gửi hàng, giao lưu đồ cổ đồ xưa. Đặc biệt hơn là em đi thẩm định và định giá đồ cổ đồ xưa cho anh em bạn bè người thân. Các bác điện thoại trước thì em sẽ kinh kết đoán từ xa và lắng nghe thấu hiểu những cái gì bác nói. Em sẽ tư vấn cố vấn các bác xưa món đồ cổ đồ xưa gì nó hợp tình, hợp lý, hợp ví, hợp tương, hợp vô. Và sau khi các bác ra về thì em sẽ gọi xe ôm taxi ra nhà ga bến xe sân bay đi nơi về chốn, đảm bảo an toàn yên tâm tuyệt đối luôn đấy ạ. Đó là cái giá trị cực kỳ lớn. Amo nhạn nhá, đây là Amo nhạn cánh gián mắt trà hai màu, trên đậm giấy nhạt, đậm là phần che nắng. Em đeo thử luôn để các bác xem, em phân tích chỉ luôn. Cái phần đậm này này thì là khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống thì nó che khuôn mắt, nó che con người cho mình không bị chói. Đấy, vì cái thời tiết ở Hà Nội cũng như đặc biệt là cái miền Bắc ấy thì là nắng rất nắng nóng, và đặc biệt là Hà Nội thì là cái mật độ giao thông rất là lớn, nắng nóng cùng với khói xe tạo lên một cái bầu không khí rất là ngột ngạt. Khi mình đeo một cái kính mà cản được nắng thì nó rất là mát, mắt rất là dễ chịu. Thì bác đi xe này nó rất là tự tin và cảm thấy rất là an toàn. Và dưới râm này thì là nhìn bên dưới đường. Đấy, rõ ràng đó là cái tính ưu việt của những cái dòng mắt trà hai màu cũng như dòng kính Amo nhạn. Nếu khi các bác có tuổi rồi thì mình sẽ thay bằng các mắt cận thị, lão thị, viễn thị đều được hết. Một cái kính nó phải giải quyết được rất nhiều tính năng, mà giá thành rất là rẻ, 3.400.000 hay gọi là 3.400k. Các bác mua đâu mua, các bác nên lựa chọn những nơi mua bán lâu năm có thương hiệu uy tín, ở đó cho đảm bảo tính pháp nhân pháp lý, tránh tình trạng mua ở có chỗ địa chỉ là không rõ ràng, lung tung linh tinh. Đấy, thì vì ngày nay với cái phương tiện thông tin đại chúng, một số trang thương mại điện tử đối tượng xấu họ ai thuê gian hàng ảo, họ bán qua những app không có địa chỉ, số điện thoại toàn sim khuyến mại, sim 10 số, 11 số, sim khuyến mại sim rác. Rồi những trang mạng xã hội như là Facebook và nhiều trang khác nó cũng đăng nick ảo, nó bán và địa chỉ nó không rõ ràng. Mua bán bất kể cái gì, mình khuyến cáo đến tận nơi, tận nhà, đồ cổ đồ xưa hàng hiệu đến tận nhà thử xem cẩn thận rồi mới xuống tiền. Ở xa không đến được thì chọn ship code, đó là một cách mua bán rất là thông minh. Đấy, em khuyến cáo các là như thế, chứ không nên quyết định vội vàng, bởi vì là có những đối tượng xấu họ lưu manh giả danh, rồi là treo đầu dây bán thịt chó. Tại sao em nói câu đấy? Bởi vì là rất nhiều những cái nick ảo như Nguyễn Thanh Thanh Hương trên Facebook năm ngoái đã bán
toàn treo dây bán thịt chó đấy, và bán toàn kính giả và đồng hồ đeo tay giả, rất nhiều người bị dính. Sau khi đến em thì em cầm em xem, em thẩm định và định giá là cái đồ đấy là không phải chuẩn đồ đấy. Tại sao em bảo một là em đến tại nhà các bác xem, hai là bác phải đến nhà em mới xem được, chứ hầu như em không xem qua link hay hình ảnh. Đó là nguyên tắc bên em từ xưa nay hai mấy năm rồi. À, tại sao em nói là các bác lựa chọn những nơi mua bán lâu năm có thương uy tín, không mua được người ta vẫn tư vấn cố vấn cho bác là chơi đồ gì, đặc biệt là về cây cảnh như lan đột biến thì các bác tránh được những cái vấn đề là mua hớ của cái dòng cây cảnh hay lan gì đó đấy. Đó là cái khuyên cáo rất là chân tình chân thật cho các bác như thế. Giá là 3 triệu tư nhá, chứ đừng cứ nhìn vào những cái lượng kênh theo dõi nhiều mà là uy tín đâu, không phải đâu ạ. Thứ nhất là độ hiểu biết, thứ hai sự lâu năm đấy. Chứ còn bây giờ nhìn vào kênh bây giờ tất cả bây giờ ảo, rất là nhiều ảo diệu. Tại sao nói thế? Bởi vì là Facebook rất nhiều cái trang lan đột biến ấy, nó thuê những đơn vị thứ ba quảng cáo marketing SEO đẩy like, đẩy view, đẩy lượng trang theo dõi lên. Tự nhiên là Facebook tin sang nhiều người lập tưởng uy tín, ủi ôi cái trang này là mấy trăm nghìn người theo dõi, ủi cái trang này mấy chục nghìn người theo dõi. Không có đâu nhá, kể cả trên YouTube này thôi, mới một năm mà đã 7.000, 8.000, mà năm rưỡi 2 năm nó 15, 16.000 người đã theo dõi. Đa phần là thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing SEO đẩy like, đẩy view, đẩy được cái lượt đăng ký kênh theo dõi lên. Các bác cứ nhìn kênh của em nha, 5 năm em làm cách cứu xạ thiên hương, chân tình, chân lý, chân thật, chân thành nhất thì là chỉ có 1.500, 1.600. Mà trong cái đó những đối tượng kia nó thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing SEO đẩy đẩy like, đẩy view lên. Đấy. Đừng có bao giờ mua những cái chỗ nó không đảm bảo uy tín đâu. Khẳng định luôn điều đó luôn. 100% mình phải nhìn luôn. Bởi vì những con Amo như thế này nhá. Nhạn, hoa dâu rất đẹp này 3 triệu tư, mà là con vàng đúc mà nó cũng là cũng ra cũng ba triệu tư thì hai là vàng đúc với cả bọc vàng bằng tiền nhau à, đúng không? Đây là cái vấn đề thắc mắc của một số bác trước đây cũng rất hay thắc mắc em, nhưng dạo này thì em không nhận được cái tin nhắn hay cái cuộc điện thoại như ngày trước rồi, bởi vì là em chia sẻ rất nhiều video và một số bác cũng rất hiểu hiểu nhanh, hiểu rõ ngay được. Nhưng còn một số những người mới chơi thì lại cứ mông lung bảo là mà cái vàng đúc của cậu kính cổ kính xưa kia có 3 triệu tư, thì các đồng chí khác kia họ cũng bán kính giống như thế mà là vàng đúc mà cũng 3 triệu tư, mà còn cái đồng chí kính cổ kính xưa bán cái amo nhạn này bọc vàng 3 triệu tư thì thôi mua cái vàng đúc kia 3 triệu tư. Đến khi xong thời gian cái em đi tỉnh thì em vô tình em nhìn thấy và chết rồi, mua phải kính giả kính nhái rồi, làm gì có chuyện mà amo vàng đúc mà là 3 triệu tư 4 triệu mấy khác nào bằng cây bọc vàng này à? Đấy, thế là rất là sai lầm lớn. Em nói khẳng định là sai lầm lớn của số bác là mua những cây amo vàng đúc mà là 3 triệu mấy, 4 triệu mấy thì không có đâu. Em khẳng định luôn. Những cây kính mạ vàng của dây băng nó đã 4, 5 triệu, có cái 6 triệu rồi. Mà trong khi đó một cây vàng đúc mà là chỉ có 3 triệu mấy, 4 triệu mấy thì nó ảo diệu giống như kiểu lan đột biến rồi. Đây là góc độ chia sẻ quan điểm, không câu like câu view, không lớp tại đời. Giá 3 triệu tư nhá. À, phiên ngày nay đến đây kết thúc. Một lần nữa thì rất cảm ơn các bác luôn quan tâm theo dõi. Các bác nào yêu quý thích kênh Kính Cổ Kính Xưa có thể ấn nút đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải bên dưới video và nút biểu tượng quả chuông, để mỗi khi lên video thì các bác sẽ được hệ thống rút báo qua tin nhắn rút rút các bác rằng em vừa lên video. Tạm biệt các bác nhé.